Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Ôi trời ơi, clip truy sát của các bạn đây. Mình hôm nay mình sẽ truy sát vì tưởng Van Heo đây với bạn nhá. Ôi trời ơi, vào để chào một cái coi. Hello, Van Heo. Đó, mình đã chọn sẵn ngay từ lúc mà pick tướng. Là không, cái lúc mà loát tướng là mình thấy Van Heo bên kia là mình đã vào. Mình đã soạn ngay tin nhắn rồi này. Ôi trời ơi, Natalia, hello à. Thế là bạn hello kiểu này, bạn muốn chết hay gì? Hả? Trời ơi, khó quá. Mình muốn chi sai Van Heo mà Natalia đem bạn là cái đôi đòi thế này. Bây giờ mình biết làm sao? Khó nhá, khó nhá. Đấy mọi người thấy không? Trời ơi, Van Heo bên kia nó lại không có đỡ đòn nên biết đâu chứ. Thì là đã quá đi ha. Đấy, đem bạn quá. Vì tưởng ai ấy, Natalia đi support ạ. Úi trời ơi, anh Van Heo ơi. Em tên với anh đêm này. Em đến với anh đây này. Á ha ha, ai hi. Đùi, cướp rừng luôn à. Gắt vậy man. Uầy, hay là man. Chơi game mà không chơi cướp kiểu này nhá. Đừng có hư nhá. Em trừng trị. Đâu, what the fuck man. Rõ ràng mình trừng trị mà tại sao nó lại ăn vậy. Mình trừng trị mà con quái mà. What the hell. Oh, thời chết anh đây đâu. Được rồi nha. Đấy, nói chung là trận này mình tính truy sát Van Heo cơ. Nhưng mà thấy Nakarot em bạn có vẻ hứng thú với khu rừng cho mình. Và như vậy thì các bạn biết gì đấy. Đợt này thì anh Nakarot chết với em. Em không thể nào tha thứ được cho cái tình trạng gọi là dám cướp bóc của anh. Rồi em đến đây. Em đến đây. Hư hạ. Ô, bùa đỏ của em. Bùa đỏ của em có chiêu cuối. Tất cả cút ra. Cái đầu xanh vậy là mất luôn cái con bùa đỏ rồi. Ngủ khí. Chơi ngủ khí luôn. Nó chơi, nó kéo thêm đồng đội nó tới. Cái gì vậy anh? Đập nó luôn, đúng rồi, hay quá. Rio Ma tuyệt vời ông mặt trời. Úi dồi ôi, này thì cướp. Bỏ cái tật cướp bóc ngay mà luôn nhá. Bỏ ngay. Đây. Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Batman đấy. Cướp nè. Chết anh chưa, cho anh chưa. Đời này thì chết với em nhá. Vá mồm chết sớm luôn. Tính ra là mình tính truy sát Van Heo cơ đấy. Nhưng mà thế méo nào Nakarot nó lại cứ hí hai hừng. Nó dám cướp bùa mình. Được rồi. Thế này thì đừng có trách nhau. Người ta gọi là đừng trách. Người ta trách ai vô tình nhá. Trách Batman nó ác độc, nó khốn nạn nhá. Mình không có khốn nạn đâu. Tại vì bạn khốn nạn trước với mình rồi đấy. Chết trách chạc anh rồi. Lần này thì làm sao mà đỡ khỏi được những cú trời giáng vào mặt. Anh Hảo à. Ô nhí. Tiền đã gái. Được. Chính xác, chính là tôi đây. Chính là tại hạ đây. Thì cô ta hay là thì teo cu đây. Như vậy là bạn ấy đã biết mình mới đâu chứ. Có quá. Đây con hàng đây rồi. Nakarot ơi, I love you. Ok baby, trời ơi, hãy xem tôi đây. Bang xẹt. Chưa ai đâu. Trời ơi là trời, làm gì có ai cười hê hê như thế mà giờ, đúng không mọi người? Thấy mình nói đúng không? Trời ơi, khó quá. Anh Hảo nè. Anh Hảo ạ, à, ôi trời ơi. Cảm ơn em nha. Em có coi clip của anh không? Nếu mà coi thì nhớ like và đăng ký kênh cho anh nha. Chắc là có mà. Đấy, bạn lỡ lòng nào bạn ấy chat một cái câu anh Hảo à như thế. Cái lương tâm của mình nó cứ cắn rứt. Giết bạn ấy được một mạng mà cảm giác của nó nước mình nó kia. Á đù ngủ khỉ. Ngủ khỉ. Hãy xem ngủ khỉ web các cô đây. Chạy đi anh. Chạy đi đâu mà khỏi nắng được bây giờ. Mà gan gan xem bán tới. Không, anh ơi, ta chỉ tới, anh ta nhìn thôi. Nhìn xác con ngộ không cái anh ta đi luôn rồi. Tại vì làm gì dám đứng nhìn lâu. Nhìn lâu là mẹ cái trâu nó bâu vào mồm ngay. Nguy hiểm lắm. Ôi dồi ôi. Thấy nhá, mình là mình thương đấy. Đấy, bạn ấy biết mình, đâm ra mình thương đấy. Mình không lỡ lòng nào mình hạ sát bạn ấy chứ. Nhưng mà bây giờ mình phải hạ sát thôi. Nó đụng chạm đến vị tướng Rio Ma tem mình là mình phải hãn thôi. Hãn hết. Yeah. Mình ngăn nga lại đứng đấy nhìn à. Cái gì vậy? Ngủ không các bạn kia. Ngủ khí. Ôi trời, ngủ khí. À, đừng. Đừng làm em đau. Em đau, em sợ lắm. À, anh ơi, anh gì đó ơi, tha cho em đi. Trời ơi, em yếu đuối mỏng manh. Em mới xin được có 3 mạng thôi. Em mình thế nào, không được đường dưới có vẻ nát bét hết hết hay là nhà ấy nhỉ? Rõ ràng có support mà cũng cùng để cho các bạn nó tẩn cho mẹ quéo càng cua là thế nào. Ngủ khí. I love you. Quăng cái chiêu ngoài.
Chết quéo càng cua luôn, nghĩ gì rồi chạy vậy? Hả? À, nghĩ gì? Tính sơ mua cái chùa người ta đúng không? Chơi game mà chơi xấu. Này, ta giết chết vị tướng Rioma còn cố tình lấy cái chùa này chứ. Thôi, em đi xuống khu vực đường dưới đây. Kiếm chuối nào. Từ từ đã, muốn gọi là mạnh thì mình phải ăn quái nhiều. Mà muốn ăn quái nhiều thì phải vào rừng đấy. Vào rừng xong rồi bật chiêu quái. Này, coi mọi người xem này. Đợt này Rioma, à, hãy xem đây, hư nè. Nũng đầu chứ anh. Xạo hả? Bơi vào đây mà kiếm chuối. Tính 2 đánh 1 không chột cũng quen đúng không? Nghĩ cái gì vậy? Hai anh chị này đã phế của anh bùa. Uầy, à, nghĩ cái gì vậy mấy anh? Trời ơi, đã phế của anh bùa nữa. Trời ơi, mấy anh có biết rằng em đang gồng, em đang gắn cái tem này không vậy mà cứ lòng nào lơ sao mà cuối cùng lắm mất con bùa đỏ của người ta vậy cái gì hả? Thì đừng khốn nạn quá đi. Mà ta đi ra cho bạn chết nè. Hãy xem tôi đây. Quéo càng cua nổ cái bẹt. Chết quéo càng cho anh. Sợ chưa? Sợ quá đi. Cái gì mà đối với cái đầu gấu nào vậy? Theo ơi, mình giết được 6 mạng thì tem mình chết hết 7 mạng. Trong khi đó tem cả tem mình ăn được có 7 mạng. Ui dồi ôi, chết mất. Căng quá. Ôi, tem bạn đánh ghê vậy. Ui dồi, Nagaro tem bạn múa kia. Ôi trời ơi, anh ấy múa kinh sợ vậy. Nhưng mà mình chỉ không sợ đâu nha. Mình không sợ, ta sẽ không sợ đâu. Nagaro tem bạn, hư nè. Ây da, đứng lại. Trời ơi, nó không đứng lại rồi. Vâng, tem mình Rioma của anh rất là kinh. Anh ơi, xả đạn giống như là xả skin, giống như là chưa từng được xả ấy. Nakros ơi, sao anh bỏ em đi? Anh nào có lỗi lầm gì? Khốn nạn. Chọn này, cho mà ra cho bạn biết thế nào lấy đồ này. Ôi trời ơi, vỡ mồm cho trồm luôn. Rồi xong, anh Châu Na với cả anh Van Heo vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Vâng, đồng đội đánh nhau y xèo nhưng mà anh vẫn đang gọi ăn lính. Trời ơi, chắc em chết. Điệp cười trong vô vọng. Thiệt lạ quá. Trời ơi, ủa, mọi người có nhớ lúc đầu mình làm clip mình nói gì không ta? Trận này mình truy sát Van Heo mà. Ủa, nãy giờ mình truy sát được mạng nào chưa? What the hell? Khó vậy. Ủa, trời ơi, chết lại không đúng với cả kịch bản rồi. Mấy cái diễn viên này tôi loại bỏ hết, tôi thay diễn viên mới bây giờ. Trời ơi, xong lưng lứa luôn cái con bùa đỏ của mình. Á đù, Van Heo này. Van Heo không giết nó là không được mà. Hãy xem tôi truy sát Van Heo đây. Tất cả cút ra. Nào cả đường giết nó. Yeah. Nakoro ơi. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, làng nước ơi, ra mà xem nè. Chúng nó 3-1 không chột thì cũng què. Làm sao mà em đỡ nổi. Không sao, Van Heo tem mình đang giết bằng anh em bạn. Hãy xem tôi đây, chết. Rồi xong, một công tem bạn nó lại lừa. Thừa lúc đục thả câu. Tốc biến nè. Đấy, nó cứ gọi là vỡ đầu. Kinh quá. Người ta gọi là vỡ đầu thần trưởng. Em biết xấu làm sao bây giờ. Một không tem mình kia đúng là một cái mối họa của dành cho tem mình mà. À, tem mình Rioma đánh kém quá. Bạn ấy chả biết chơi. Đây, ngổ khí. Em tới với khí đây. Hư khí nè. Khí hư nè. Giờ đây. Rồi xong Nakros lên đường. Hư nè. Đây, cho cái tội. Cái tội dám cướp bóc của người ta. Hư quá trời hư luôn. Đây, nhớ lần sau đừng cướp bóc nha. Trời ơi, anh Rioma anh mới cấp 8 thôi hả? Anh đi top kiểu gì vậy? Anh đi top cái kiểu gì vậy? Cô quá. Không sao. Thế này mình mới rank bạch kim thôi. Em gánh được mà. Trời ơi, mấy anh phiên mạng thoải con gà mái luôn đi nhá. Một mình em chấp hết. Đi kiếm chuối. Chuối tây, chuối ta. Chuối nóng hổi, chuối nóng hổi nha. Úi giời, ở đây, con hàng đây rồi. Tôi tới đây, hãy xem tôi đây. Khẽng, quéo càng cua nè. Chạy đi đâu cho khỏi nắng. Ây, trời ơi, tại sao mà chạy nhanh vậy. Mở gan nga solo này. Xô con nhà bà cô lô này. Nó dám cản đường anh ảo bữa ấy. Nghĩ gì vậy? Lao nhau là ăn cháo liền ngay mà luôn. Không phải suy nghĩ về nước Mỹ nhá. Thôi, em đi về đây. Về quê đi cấy, đi cày. Bán cái này lên kháng phép cho nó chơi. Giáp gai A đồ các thứ các kiểu. Mạnh mẽ, đẹp đẽ, sạch sẽ không? Hợp lý. Giết được 13 kill mà mình quất cho 10 mạng luôn à. Gắt vậy. Ngũ khí, em tới với ngũ khí đây. Ngũ khí đứng lại. Làm gì mà con đứng về. Khỉ này. Về qua quả sơn mà ngắm gái nè. Ngắm khỉ quả thân nè. Bỏ cái mảnh đất lên qua mua này đây nha.
Mánh bắt ra là của DJ rồi, DC rồi. Cái gì ta? Nó gọi là DJ, DJ gì đấy. Đây là siêu nhân đấy, siêu anh hùng nhá, siêu anh hùng nha. Ôi, mảnh đất này là của tôi à. Một mình tôi chấp hết mấy anh luôn à. Mấy anh đừng có xảo xảo ý kiến ý coi nha. Đây đây, con hàng đây rồi, ván heo đây rồi, ván heo. Hư nè, đúng là một pha lạnh lùng vô cảm. Trời, anh chàng đẹp trai bắt man quá rồi chứ. Mọi người thấy mình đẹp trai không? Đẹp trai vai vự, đúng không? Mà có tem nó lạnh lùng vô cảm quá. Đây, hàng về. Ôi, nó lại chạy rồi. Rio Ma, Xiên. Đúng rồi, Rio Ma hay quá. Tất cả quốc gia, hãy xem tới đây. Yeah, ấy, ấy, hết mana, khốn nạn. Mana chiêu 2 của tôi, Trời ơi, hay quá, Văn Heo ơi, Xiên đó. Ôi trời ơi, vỡ đầu lâu em rồi. Nhưng mà không sao, trước khi mình nằm xuống, mình cũng đã nắm tay Natalia và kéo xuống cùng mình. Từ từ, tao ganh. Vâng, bạn ấy quá đau rồi. Này thì xảo này, Châu Na này. Ủa, cái trận này là giết được 14 mạng mà tem mình. Ôi rồi ôi, làng nước ơi, ra mà xem này. Thịt được khổ quá đi. Buồn của tôi, hay còn gọi là buồn của anh. Ôi rồi ôi, 051613. Em là em triệu luôn ấy. Bây giờ mọi người bảo mình phải làm sao bây giờ? Đỡ không nổi luôn rồi. Trời ơi, mấy bạn ranh bạch kim đánh gắt quá. Anh ảo không gánh nổi. Đánh thế này thì ai mà chịu nổi được bây giờ? Nói thế thôi chứ. Lúc đầu người ta yếu đuối. Đây này, xảo. Cho bạn quéo càng cua này ngổ khí. Ngổ của nhà bà khí nha. À đù, đậu xanh nhà nó. Đậu xanh nhà bạn. Bạn dám ăn cái nồi. Tại con rồng à, nó ăn nồi con rồng của mình rồi. Và đấy mình lo giết Văn Heo quá. Cuối cùng nó ra nó bắn chết ngắt con rồng của mình luôn. Đen như hạt sen luôn. Đây. Mời gân ga ơi. Trời ơi. Trời ơi, mình thấy mở gân ga. Nó lạc đường lạc lối ở Bắc Kinh. Trời lạng lách đánh vong. Mình thấy mình ghét quá. Mình chính ra quăng chiêu 2 bật chiêu cuối. Một phát tôi mở gân ga không có răng bắn cháo. Cái đầu xanh Nakarot nó mình cả con Natalia nó me mình. Nó me mình từ cái khi nào. Khó quá. Không sao. Tôi gánh được mà. Trời ơi, không sao đâu. 1705, 1313, 14, không sao đâu. Một mình tôi gánh được mà. Một đánh với 9 thôi mà. Có cái gì đâu mà căng. Cái game này là game 1v9. Các bạn phải hiểu một câu. Game 1v9 thôi mà. Bình tĩnh, không sao. Còn có anh ảo ở đây rồi. Các bạn cứ yên tâm. Còn có tớ ở đây rồi. Nha. Cố gắng hết sức. Không được thì thôi. Đây. Mẹ clip truy sát Van Heo của mình. Thất bại thảm hại anh em ạ. Trời ơi, bây giờ mình lo mày gánh tem cũng không xong, lấy méo đâu mà truy sát. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Đầu tiên vào cũng gọi là chào Van Heo như đúng rồi. Thế mà cuối cùng cái rất mất lờ luôn. Tính ở hiện tại giết được 16 mạng mà tem mình giết có 19 mạng, mình quất 16 mạng luôn rồi. Tem bên kia thì nó giết cho 23 mạng luôn. Ôi trời ơi, tem nó đều quá. Còn tem tôi chỉ có một mình tôi chống với cả mafia. Ồ, Van Heo cho bạn nhá. Đấy, hàng về. Văn Heo, I love you Văn Heo. Hư nè. Chạy đi anh. À, rồi xong. À xa. Natalia nó đâu, nó xịt cho phát vậy. Nhưng mà không sao, Văn Heo vẫn chết. Hello à, ôi. Hello man. À, khốn nạn Natalia này. Trời ơi là trời. Trời ơi, tin được không? Nó còn mày đặt hello chứ. Nãy mà mình truy sát Natalia là ngon rồi. Nó ngon cơm rồi ha. Trời, hợp lý luôn ấy. Ôi trời ơi. Mẹ ngộ không, nó vào nó vã một cái chết luôn. Chủ cũng như không đối với nó. Mẹ 3-1 không chột cũng què. Thể luôn, tem mình đánh mát hay. Tem bên mình đánh quá hay luôn. Quá hay. Không biết nói gì luôn. Vâng, Ryuma hiện tại đã gọi là AFK rồi. Trời ơi là trời, em chéo. Fit mạng xong ASK thế này thì em chèo. Một mình em chấp hết. Các bạn cứ yên tâm. Một mình chấp hết được mà. Được mà, gắn được mà. Trời ơi, nát 3 đường tôi còn gắn được nữa. Trời ơi, chưa nát đường nào mà. Có gì đâu mà phải sợ. Có cái gì đâu mà phải sợ. Ngủ không ở đây, tôi vang vỡ đầu này. Hết hồn chưa? Hãy xem tôi đây. Quéo càng cua nè. À đù, Natalia nó lại bị dình mình. Dình nhau ạ. Đậu xanh. À. Ủa, không, nó còn xấu à? Ơi mẹ, nó không chết kìa. What the hell me?
Rồi nó đang di chuyển sang khu vực đứng giữa rồi. Ôi ôi, chắc em chết mất rồi. Chắc em chết mất rồi. Cố gắng đẩy cái trụ này lên coi. Một phát nè. Eo ơi, xịt một phát đấy, đánh một cái thôi. Máu nó hồi cả khúc như chơi nhỉ. Nakrod, Nakrod. Vâng, chào Nakrod, cái mà khó khăn. Đây đây đây, hàng về. Để mình kia Nakrod ở bên trên. Natalia nó đang chạy lên trên luôn rồi. Nhưng mà team nó chỉ có 3 người thôi. Mình sẽ ra mình sờ mông mấy đứa này và mình sẽ hấp dẫn từng đứa một. Hợp lý không? Đợt này thì các bạn chết chắc rồi. Các bạn chết chắc rồi, hãy xem. Ấy ơi ơi ơi, van heo. À. Và từ đây ánh mắt tôi hồn nhiên đến là không quá trời luôn. Các bạn có thương mình thì nhấn cho mình xin một lượt like ủng hộ cái tinh thần yêu đuôi của mình, cái tinh thần yêu đuôi mong manh của mình bị tay bên kia nó ăn chứ rất mặc lờ thua luôn rồi. Buồn quá không mất rớt hai dòng nước mắt vậy mà không ai thương. Đấy các bạn like cho mình đi nhá, mình cũng không biết nói gì được bây giờ nữa, chỉ mong các bạn like và đăng ký kênh giúp mình thôi, chứ còn thắng thua là chuyện bình thường đúng không, cứ thắng cũng có thua chứ. Nhờ lúc này 1-9 thôi mà, 1-9 thôi mà nha, 1-9 thôi mà. Đấy các bạn thấy không, thấy bạn cái tên Van Heo không, cuộc sống mà, cuộc sống mà, cuộc sống nó là như thế đó mọi người ạ. Cuộc sống thôi mà, có cái gì đâu mà phải căng, có cái gì đâu mà phải buồn. Cuộc sống mà, tên Van Heo nó nói lên tất cả. Cuộc sống mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip Batman 1-9 của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhớ nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tố cáo nó xong rồi mình nghỉ đây. Bye bye tất cả mọi người.